Hello, xin chào tất cả các bác nhé. Shop đồ si hôm nay lên cho các bác một video giày. Nói chung là giày hôm nay là cực kỳ là VIP các bác nhé. Trong đó có những đôi giày ông địa này, rồi những đôi thương hiệu lớn như Gucci, Top, rồi là Blazer, rồi cùng những thương hiệu đình đám trên châu Âu các bác nhé. Thì như em nói rồi, cuối năm chắc em cũng lên được khoảng mấy video đó thôi, để em sẽ nghỉ Tết. Các bác nào có thể tranh thủ chốt giày hoặc là chốt áo da thì có vẻ các bác có thể tranh thủ chốt sớm nhé. Tại vì các bác chốt sớm thì áo các bác sẽ nhận được trước Tết. Nói chung đừng các bác mà chốt muộn thì bên em là sẽ, tại vì Tết bên vận chuyển người ta giao hàng rất lâu, có khi cả 10 ngày cơ. Nên các bác nào mà tranh thủ chốt sớm thì hàng các bác đến trước Tết hoặc đến trước ngày 25. Còn các bác nào mà đặt mà giả dụ như ngày 20 hoặc ngày 18 các bác đặt cũng phải gần cận Tết các bác mới nhận được nhá. Đấy em nói luôn, tại vì bên này là 20 là bên giao nhận hàng, người ta không có nhận hàng nữa. Nên bọn em chỉ bán được khoảng đến ngày 18, 19 là bên em nghỉ rồi. Đấy các bác lưu ý giúp em nhé. Các bác nào mua hàng, và em nói luôn các bác mua hàng vào dịp cuối năm này thật sự là nó hơi lâu một xíu. Các bác ngoài miền Bắc thì khoảng có khi là khoảng 7, 8 ngày. Còn các bác miền Nam thì khoảng 3 đến 4 ngày, 5 ngày cũng có, tùy nơi các bác, từ đơn vị vận chuyển người ta ứ hàng ấy. Nên các bác lưu ý, rất lưu ý cái mua hàng vào dịp cuối năm này giúp em nhé. Còn các bác nào muốn nhận hàng sớm, nhận hàng VIP, nhận hàng tới để mình có thời gian này mình đi spa hoặc để có một đôi giày hoặc cái áo để mình mặc Tết thì đẹp thì các bác chốt hàng sớm nhé. Rồi như em nói luôn, video ngày hôm nay em lên là thật sự là rất nhiều giày đẹp. Trong đó có những đôi da, con đầu tiên muốn giới thiệu các bác nó một con da kỳ đà các bác nhé. Da kỳ đà 100% là da thật các bác nhé, chứ em không bán hàng giả da hay là hàng nhập vân đâu nhé. Hàng nhập vân em sẽ nói hàng nhập vân, mà kỳ đà em sẽ nói là da kỳ đà các bác nhé. Con này là nó là màu xanh rêu các bác nhé, nó là màu xanh rêu, các bác có thể nhìn cái thớ da này, một con da kỳ đà các bác nhé. Đấy, da kỳ đà này, đấy, các bác nhìn thấy không ạ, vân cực kỳ là đẹp này. Đó, một con da kỳ đà cực VIP nhé các bác nhé. Đế là đế da khâu này, thương hiệu ở dưới đây các bác nhé. Đấy cái thương hiệu các bác này, thường thường những cái giày mà người ta đóng cái miếng inox ở dưới đế là một trong những thương hiệu VIP các bác nhé. Giày cực kỳ mắc tiền, giày thương hiệu ngàn đô. Con này là đế da các bác nhé, như em nói luôn. Mấy cái dòng giày si này các bác mua về các bác chịu khó đi dán cái đế toppy giúp em nhé, cái đế chống trơn trượt này. Thường vì bên Tây thường thường người ta không có chơi cái đế đấy, người ta chỉ để đi thôi. Còn về Việt Nam mình thì nhiều bác, nói chung là nhiều, nói vui các bác hay đi nhậu nhẹt, hay nhiều lúc mà đi mấy đôi giày này mà các bác không dán thì nó dễ bị trượt lắm các nhá. Nên các bác lưu ý giúp em. Thì con đầu tiên em muốn giới thiệu các bác đó là một con giày công sở cột dây kỳ đà nhá. Da kỳ đà nhá các bác nhá. Đây các bác có thể nhìn thấy này. Đó, con này thì em nói luôn. Có nhiều cái như chỗ này này, nó bị kiểu nó dính cái gì á, các bác về vệ sinh giúp em nhá. Nó dính giống như bị si á. Có một cái lớp keo gì, các bác về vệ sinh lại giúp em, mang ra thợ người ta vệ sinh cực kỳ là cho nó cực kỳ đẹp cho các bác. Đây bên trong các bác nhìn thấy này, một đôi giày hiệu cực kỳ mắc nhé các bác nhé. Đấy con này nhưng mà da kỳ đà, da cá sấu là chuyện bình thường nhé, da chăn da rắn là bình thường, da kỳ đà gọi là da mắc nhé các bác nhé. Đấy da kỳ đà này cực kỳ đẹp luôn các bác nhé. Đấy cái màu nó rất độc lạ luôn. Em hôm nay lâu lắm rồi em mới có một đôi thôi các bác nhé, chỉ có một đôi duy nhất thôi. Bên trong các bác thấy này, ở bên đây nó còn có một miếng, ở bên trong có một miếng này các bác thấy, trời ơi, nó đẹp cực kỳ luôn. Thương hiệu gì đây này, nói chung là thương hiệu thì em không có rõ, nhưng mà nó là da kỳ đà các bác biết rồi, nó cực kỳ là độc lạ. Đấy hoặc các bác nào chơi theo hệ phong thủy ấy, thì chốt con này giúp em nhé. Con này thì trên thị trường nó đang bán ở các shop khác, người ta đang bán con này phải 2 triệu mấy các bác nhé, 2 triệu mấy đến 3 triệu, nhưng shop em chỉ bán có 1.250.000 thôi, 1.250.000 nhé. Đây mã của nó là mã T375 size 41.5 các bác nhé. Con này là size 41.5. Các bác nào mà chân thon thon hoặc chân to á, chân to thì các bác có thể chân 41 có thể chốt con này được nhé. Còn các bác nào mà chân 42, nó là fix 42, chân 42 mà các bác mà chân thon thon thì vẫn ok con này nhé. Giống như chân em là chân 42, em đi con này rất đẹp luôn, vừa đấy, đi giới cho là vừa. Còn có nhiều bác mà to ngang 41 thì đi vẫn ok. Nói chung là dao động từ size 41 đến 42 các bác nhé, fix là fix 42. Chứ cái tại vì nó là giày cột dây nên các bác không phải đắn đo về cái chuyện mà nó bị hụt chân hay là nó bị gì đâu. Giày cột dây thì nhiều lúc các bác đi rộng một xíu, giả dụ như các bác là chân 41 đi rộng lại một xíu cũng không sao, đi rộng một size cũng không sao. Đó, còn các bác nào mà chân thon thon 42 bon chen con này vẫn ok nhá. Em chỉ có một đôi duy nhất trong video ngày hôm nay thôi, nó cực kỳ độc lạ. Đó. Con này nhá, em đọc lại mã này. Mã T375 size 41.5, em bán 1.250.000 các bác nhé. Cái đôi này thì em sẽ ưu tiên ai mà cọc cho em nhé, ai mà chuyển khoản đủ thì em sẽ
sẽ chốt các bác đấy nhá. Còn cọc thì nhiều lúc em đảm bảo luôn, đôi này rất nhiều người mua, tại vì hiếm khi hàng có da kỳ đà các nhá, phải lúc nào cũng có đâu. Từ hồi trước đến nay em bán giày đó, em phải phui cả mấy trăm kiện giày rồi, nhưng mà em chỉ được nhớ là được khoảng 2-3 đôi giày da kỳ đà thôi, chứ không phải là có nhiều nhá. Cá sấu thì vẫn có nhiều nhưng mà kỳ đà thì cực kỳ hiếm. Rồi các bác nào nhá, em nói rõ luôn, các bác nào mà em sẽ ưu tiên ai chuyển khoản đủ đôi này nhá. Đôi này thì như em nói luôn, các bác mua hàng bên em các bác được kiểm tra hàng nhé. Rồi các bác mà bỏ ra một số tiền khoảng 1,250,000 gì đó đấy, khi shipper giao đến thì em khuyến nghị các bác kiểm tra hàng giúp em nhé, kiểm tra hàng giúp em thử xem nó coi thằng shop đồ si này nó bán phải hàng da kỳ đà thật hay là hàng giả da đó, cái thứ nhất. Và thứ hai, các bác kiểm tra lỗ giúp em nhé, kiểm tra xung quanh đôi giày nó có bị hở ở dưới này, hở đế hay bung keo hiếc gì không đấy. Chỉ cần các bác mà kiểm tra, chứ đến hồi mà các bác mua về rồi các bác đi rồi tự nhiên nó bảo em ơi đôi này bị lỗ, hoặc em ơi đôi này nó chật quá hay thế gì kia, là bên em sẽ không xử lý được cho các bác nhé. Đấy, các bác mua hàng bên em giúp em, mua hàng để ý giúp em nhé. Đấy, nhất là các bác mà chơi hệ giày, chơi hàng si ấy. Hàng si thì thường là người ta chỉ có bao quay đầu cho các bác khi các bác nhận hàng chưa thành công thôi, chứ còn khi các bác mà nhận hàng thành công rồi là người ta không có chịu trách nhiệm đâu, không có bảo hành nhé các nhé. Chơi hàng si là không có bảo hành đâu, chỉ bảo hành là hàng chất lượng, nó là da thật, và thứ hai là bảo hành nó là chính hãng đó. Rồi con tiếp theo muốn giới thiệu các bác, như các bác thấy biết đúng không ạ, ta một đôi các bác nhìn giày các bác biết là nó thương hiệu gì đúng không ạ, một con Gucci Mocha các bác nhé, một đôi Gucci Mocha giày lười. Con này thì nó thật là tình trạng nó cũng không còn được ok lắm, nó được khoảng 70% thôi. Đấy, các bác có thể nhìn cái đế của nó này, nó có đã có dấu hiệu mòn rồi, cái chữ Gucci cũng đã có dấu hiệu mòn rồi các bác nhé. Và cái đôi này thì em bao các bác là giày hiệu 100%, không phải giày nhái các bác nhé, không phải giày nhái ở các nơi khác người ta mua về người ta bảo là giày thanh lý hay là giày thế này thế kia đâu, em bao các bác là giày chuẩn 100%, là chuẩn hãng hiệu. Các bác có thể nhìn thấy ở dưới cái nót của nó đây có chữ M mắc in cái ý này, Italy, và có chữ Gucci nhưng mà nó bị mờ rồi. Các bác về các bác có thể nhìn thấy trên mắt thường, các bác có thể nhìn thấy đây này, chữ G, chữ G ấy này, Gucci này nha các bác nhé. Và em nói luôn, các bác mà mua đôi này về, tình trạng của nó này, con này như em nói, các bác mua về bắt buộc các bác phải đi dưỡng lại con này, tại vì da nó cũng có dấu hiệu gọi là nó hơi cứng cứng rồi các bác nhé. Và người ta sơn lại thì nó thật sự người ta đánh xi lại nó nhìn rất xấu luôn đấy. Về các bác mang ra thợ đi, các bác mang ra thợ để người ta chảy bỏ cái lớp xi cũ này đi, để người ta đánh cho các bác một cái lớp xi mới. Như các bác có thể thì nhìn thấy bên trong cái lớp da của nó đây, nó cực kỳ dày. Đây mã của nó đây các bác nhá, nhìn nó cực kỳ là nó sắc nét, chứ không phải là ba cái giày nhái rồi lung tung đâu các bác nhé. Một đôi giày hiệu Gucci, thương hiệu Mocha các bác nhé. Gucci lười Mocha, em hay gọi là Gucci lười, các bác hay gọi là Gucci lười Mocha đấy. Đây ạ, các bác có thể nhìn cái đế của nó, một bên này nó bị mòn rồi, nên em bảo tình trạng đôi này nó được khoảng 70% thôi. Da nó thì vẫn ok, nó là đế âm các bác nhé. Da của nó chưa có hiện tượng gọi là bị đây, hơi bị nẹm ở đây một xíu, tại vì chỗ này nó mòn này, nó hơi bị ăn vô cái da một xíu. Đấy, các bác về như em nói luôn, các bác chơi hàng này thì các bác về các bác phải đi spa lại, mang ra thợ người ta spa lại nhé. Xóa cái si trắng này đi, em thấy nó rất chi là thô luôn, thô và nó cứng ấy. Đấy, các bác về các bác dưỡng lại giúp em nhé, dưỡng lại, tại vì em bán giá nó cực kỳ rẻ rồi đấy. Các bác có về bác có bỏ ra khoảng 300-400 nữa thôi là các bác được một đôi Gucci, nó thật sự là nó vip cực kỳ, một đôi Gucci Mocha. Giá thị trường nếu mà giá đập hộp mới tùy từng loại 10-20 triệu một đôi các bác nhé. Còn hôm nay em bán với các bác là đôi này, mã của nó là mã T374 các bác nhé. Size con này chỉ có là size 39 thôi, size 39 các bác nhé, nó là size 39, em bán cũng 1,250,000. Thật sự nếu mà con này nó hoàn hảo và nó mới ấy, mà nó da của nó còn rất ok ấy, hoặc là cái đế nó còn rất ok, nó có độ mới nó khoảng 80-90%, thì em bán các bác con đôi này phải trên 2 triệu nhé. Nhưng mà vì em nói rồi, nó được khoảng 70% thôi, cái đế của nó có dấu hiệu mòn này và nó hơi xấu một xíu ở bên đây, chiếc này này đấy, chiếc này nó hơi bị mòn ở cái cục này một xíu, nên nó bị nẹm vô cái da đấy. Về các bác xử lý cái này giúp em nhé, mang ra thợ cho thợ người ta làm được hết đấy đó. Nhất là ngoài Hà Nội rồi, thợ ngoài Hà Nội, mấy cái thợ mà ngồi ngoài lề đường người ta đánh giày hoặc người ta đi dán đế, là người ta cũng làm được mấy cái này các bác nhé, người ta cực kỳ giỏi luôn, tay nghề rất chi là ok luôn. Nên các bác nào mà ngoài Hà Nội chốt được con này thì thật sự là cũng rất chúc mừng bác, mình về mình bỏ ra khoảng 700 thôi,
200-300 thôi. Đấy các bác được một đôi Gucci Mocha các bác nhé. Đôi này như em nói luôn em bán 1.250.000 các bác nhé, 1.250.000. Bao các bác là hàng chuẩn 100%, không phải hàng nhái các bác nhé. Mã là T374 size 39, em bán 1.250.000 các bác nhé, 1.250.000. Đó nó rất đẹp luôn. Chỉ còn qua là về da nó, người ta đánh cái xi rổ mới ra, da của nó này các bác này thấy không? Da của nó cứng cứng ấy. Về các bác nột cái lớp xi này đi, các bác đánh một xi mới và các bác đánh xi dưỡng vô là da nó cực kỳ mềm. Đó, giày xi mà nó không thể nào tránh khỏi ba cái điều nó ấy đâu các bác nhé. Không tránh khỏi được ba cái dụ mà lỗi nhẹ hay là gì đó đâu. Rồi. Tiếp theo. Một đôi Blazer. Thương hiệu Blazer các bác nhé. Blazer này, đôi này nếu nó cực kỳ là VIP rồi. Thương hiệu nó cực kỳ lớn nhá. Đây, dưới đế của nó có thương hiệu luôn này. Con này cũng là một con đế âm nhá các bác nhá, một con đế âm da cực kỳ mềm. Đấy, da em nghĩ là chắc là da B, da cừu nó rất mềm luôn. Đấy, bên trong này da lộn của nó đây các bác nhá. Thương hiệu này, dưới gót này. Đằng sau này, đấy, đằng sau này dập này, da già. Con này là một con giày lười các bác nhá. Giày lười. Đó, các bác nào mà thích kiểu giày lười mà thương hiệu Laza thì chốt con này giúp em nhé. Thứ hai nó là cái size của nó là tỷ lệ size vàng, size 40 các bác nhé. Rất nhiều bác chân 40. Con này là mã là T385 các bác nhé. T385 size 40. Đấy, con này em bán 585k các bác nhé, 585k. Rồi cuối năm rồi. Đấy, các bác nào chịu khó chốt cho mình những đôi này, nó thật sự những đôi này nó cực kỳ là đẹp. Đó. Đây các bác có thể nhìn thấy này. Nó hơi mòn một xíu thôi nhé. Về các bác chịu khó đánh xi đi dưỡng lại nó rất đẹp luôn. Một đôi da già các bác nhé, da già, một trong những thương hiệu thời trang cực kỳ là nổi tiếng. Con này mã là T385 các bác nhé, size 40. Em bán con này 585k. 585 các bác nhé, 585 thôi. Cực kỳ rẻ. Hôm nay có nhiều con giày hiệu lắm các bác nhé, giày hiệu cực đẹp luôn. Giả dụ như con này đi ạ. Giả dụ như con này các bác nhé. Con này một con giày cá sấu lát cốt các bác nhé, một con lát cốt cổ lỡ các bác nhé, con này là cổ lỡ đẹp, đây đế của nó hầu như còn rất ok, hơi bị nẹm gót một xíu các bác nhé, hơi bị nẹm gót một xíu thôi, còn lại rất ok. Da của nó các bác thể nhìn cái da lớp da của nó này, đấy có một cái họa tiết cột dây ở đây này, bên hông này có một cái hình con cá sấu nhé, bên trong hoàn toàn là da này các bạn này, đấy phun da thật từ trong ra ngoài nhé, đây lát cốt thương hiệu in dập dưới gót này. Đôi này chiếc này cũng vậy nhé. Một đôi lát cốt cá sấu này giá cực kỳ phải chăng nhé, bên em bán rất rẻ luôn. Vào dịp cuối năm các bác sắm được cho mình một đôi lát cốt thương hiệu này đi thì thôi rồi, cực kỳ là đã chân luôn. Da các bác nhìn rất đẹp luôn nhá, da này. Ôi trời, dưới đế đây nhá. Mã con này là mã T377 các bác nhé, 377, mã T377 size 42, em bán con này 585k thôi các bác nhé, 585k. Như em nói luôn, cuối năm các bác chốt cho mình những đôi này đi chơi Tết. Mấy con này các bác về mà các bác đánh xi lại thôi, nó cực kỳ đẹp này. Gưỡi gà của nó có hình theo logo Lacoste. Đó, một đôi Lacoste này các bác nhé. Hiếm lắm có một đôi cổ lực này nhé, chứ phải lúc nào có Lacoste mà cổ lỡ thì rất nhiều. Đây cái cổ bao này, rất chi là hiếm. Mã T377 các bác nhé, size 42, 585k. Có một con thương hiệu ngàn đô cho các bác đây, một con thương hiệu ngàn đô của Ý đây. Con này là thương hiệu Tod các bác nhé. Tod này, Tod là một trong những thương hiệu cực kỳ là mắc tiền, xa xỉ các bác nhé. Giày người ta hay gọi là giày xa xỉ, giày thương hiệu ngàn đô đây. Sau nó có mấy cái họa tiết này, đó cực kỳ đẹp luôn nhé. Con này như em nói luôn, gót nó vẫn còn đều nhá, chưa bị méo. Đây các bác nhìn thấy, gót chưa bị méo nhé. Đế của nó là đế da các bác nhé, đế da đã được dán toppy này. Con này người ta đã dán toppy sẵn cho các bác rồi, đó. Các bác về các bác chỉ việc đi thôi, đánh xi và dưỡng lại là các bác chỉ việc đi thôi. Một con Tod giày lười các bác nhé, một con Tod giày lười họa tiết của nó đây. Thương hiệu nó giật chìm ở trên lô cái ấy này luôn này, cái huy này luôn các bác nhé. Đó, nó rất chi là ok. Giày hiệu 100% nhé các bác nhé, một con Tod giày hiệu Tod này. Mắc in Italy này các bác nhé, mắc in Ý này. Một con giày lười màu nâu, con này size cực kỳ là hiếm luôn nhé. Cực kỳ là hiếm, size này không phải lúc nào có mà cái thương hiệu này các bác nhé. Nó là size 44 ạ. Nó là size 44 các bác nhé, mã T380 size 44. Em bán con này, nói chung là xin phép bán các bác là mắc hơn một xíu nhé, tại vì nó là thương hiệu lớn, thương hiệu ngàn đô, mà nó là thương hiệu cực kỳ là VIP luôn. Độ dày, cái độ mà ấy của nó thì còn rất ok. Đấy,
nó chưa có bị lỗi lầm gì đâu các nhé. Đấy, mua con về các bác chỉ về dưỡng đi thôi, đế người ta đã dán sẵn cho các bác rồi. Đây, em xin phép bán giá hơi cao một xíu các bác nhé, mã T380 size 44 ạ, em bán con này 850k các bác nhé, chỉ một đôi duy nhất thôi, chỉ một đôi duy nhất các bác nhé, chỉ một đôi duy nhất ạ. Ê. Rồi. À, chắc em giờ em cũng bận một xíu, em sẽ để cho bé gái ấy, em lên nhé các bác nhé. Đấy. À, em sẽ lên đôi tiếp theo này. Đôi này một đôi Vanner các bác nhé, đôi Vanner của Ý luôn. Con này thì nó thật là một đôi giày lười. Con này da nó cực kỳ mềm các bác ơi. Trời, nó đi con này nó xuống chân kinh khủng này. Em ấn cho các bác này biết này. Đi rất êm chân nhá, không bị đau chân. Các bác nào không thích mà giày kiểu nó đau chân hay gì đâu thì các bác chốt con này liền giúp em nhé. Một thương hiệu Vanner này. Trời ơi, nó đẹp. Vanner của Ý các bác ơi. Này. Trời, một trong những thương hiệu đỉnh đám đấy các bác nhé. Rất êm chân luôn, nó thật cái cảm giác các bác xỏ vô nó giống như nó mềm như sợi bún luôn, đi cực kỳ là thích. Và con này các bác mà nó độ mới hầu như rất hoàn hảo luôn, các bác có thể nhìn cái đế của nó đây. Đế của nó đây các bác nhé, hầu như là hơi bị nẹm gót một xíu thôi, còn bên trong này rất nhiều luôn. Rất chi là gai nó rất còn đầy đủ đấy, đôi này vậy này. Đấy, nhưng mà các bác nhìn tổng thể nó chưa bị gọi là méo mó lắm đâu các bác nhé. Đây này, con này độ mới lên khoảng 90% các bác nhé. Đấy các bác có thể nhìn đấy này. Dập thương hiệu Van này, đấy, Vanet, Vanner này. Đôi giày lười cực kỳ đẹp nhé các bác nhé. Đôi này em bán chỉ có 420 thôi, mã T389 các bác nhé. T389 size 42 em bán con này 420k bao gồm phí ship các bác nhé. Tất cả các sản phẩm bên em đều được bao ship. Đấy, các bác mua hàng các bác chỉ cần cọc cho em thôi, cọc em 100.000. Ở bên em sẽ bao ship tận nơi cho các bác luôn nhé. Rồi tới nơi các bác được kiểm tra hàng thoải mái nhé. Kiểm tra hàng thoải mái. Khi shipper giao hàng kiểm tra và thử size giúp em nhé. Kiểm tra lỗi và thử size. Đó, các bác nào mà lớn tuổi đâu, em khuyên thật các bác chốt mấy con này đi. Đi nó sướng lắm luôn. Thật. Em thanh niên chứ em nhiều lúc em già em còn thích đi. Tại vì nó rất êm chân, nó mềm mà nó êm lắm. Đi giống như là mình đi trên cái ấy. Đi trên cái nệm ấy. Rất chi là đã sướng cái chân mình. Đó, độ mới nó cực kỳ cao. Để các bác mua về đi chơi Tết nhé, không uổng đâu, mạng nó chỉ có 420, tính ra nó còn rẻ hơn cả các bác mua đôi giày ngoài chợ. Mua các bác mà mua đôi giày ngoài chợ bây giờ ra thật nó cũng phải 700-800 rồi. Đấy, con này là rất chi là chất. Thứ hai, cái thương hiệu của nó cực kỳ là VIP nhé. Đấy, các bác đi mấy đôi này người ta nhìn vô thương hiệu các bác, người ta biết là các bác chơi hàng hiệu này. Vanner nhé các bác nhé, Vanner của Ý. Rồi, sau đây em bận một xíu thì bé em sẽ thay em lên một số mẫu giày cực kỳ hot sau này, là rất là giày ông địa lắm nhé. Và có những đôi cũng rất chi là ok luôn, là đôi ông địa. Rồi tiếp theo em sẽ thay anh ấy là đôi tiếp theo em sẽ lên bóc một đôi giày ông địa này. Thực sự rất là nhiều bác hỏi về giày ông địa luôn, nên là hôm nay em đã tiếp tục về cho bác những mẫu giày ông địa cực kỳ hot các bác ha. Bác nào mà mình chưa sắm một đôi giày ông địa nào trong tủ giày thì tranh thủ chốt thật nhanh giúp em nhé. Tại vì em cũng chắc chỉ có một cái video này là em lên giày ông địa thôi, nên bác nào mà mình chưa chốt thì tranh thủ chốt giúp em này. Đây các bác nhìn cái đôi màu đen này có đẹp không ạ? Cực kỳ đẹp luôn ha. Đây. Bản là khâu bản to luôn bác nhé, khâu đế bản to luôn này. Đó, một đôi thể thao cực kỳ đẹp luôn nha. Phối đồ, nói chung là các bác đi một cái dòng này phối đồ thì bao đẹp luôn nhá. Cực kỳ năng động trẻ trung này. Đây, đằng sau form này các bác này. Chất da thì bao mềm cho các bác luôn ha. Bao mềm luôn này. Đây, em quay cận chất cho bác luôn này. Bên em thì luôn cho bác kiểm tra hàng trước khi nhận hàng để tránh trường hợp là các bác có thể là nhiều khi là bên em có thể là nhiều đồ quá hoặc là nhầm đơn hoặc là như thế nào đó thì các bác được kiểm tra hàng thoải mái trước khi nhận hàng các bác nhé. Để tránh trường hợp các bác nhận hàng thành công thì bên em không thể xử lý đơn hàng cho các bác được nữa này. Đây các bác nhìn này, cực kỳ đẹp luôn ha, cái kiểu dáng này, màu đen với em. Thực sự là giày ông địa bên em cực kỳ bán chạy nhá, cực bán chạy, cực hot luôn. Nên bác nào mình đúng cái đôi, đúng size chân của mình thì mình tranh thủ chốt thật nhanh giúp em. Con này có mã là T386 size 41 585 ơi, cực kỳ đẹp không quá ha. Bình thường mấy cái con này thực sự bên em bán rất là chạy luôn. Bác nào mà thấy đúng size chân của mình thì tranh thủ chốt giúp em nhé. Đây, form rất là đẹp luôn. Đi thì cực kỳ nhẹ nhá, đi mấy cái dòng này sẽ không bao giờ bị đau chân luôn ơi. Không bao giờ bị đau chân mà còn rất là bền nhá. Tại vì người ta cũng đã khâu cái bản to, cái bản ở dưới đếu này. Đó là bác không sợ bị nứt hay là bị đứt gì đâu ơi. Đó, cực kỳ là chắc chắn luôn cho em nhé. Chỉ hơn 500 một xíu thôi, hơn 500 một xíu thôi nhé. Đây, mã là mã T386 cho em. Đây, tiếp theo em bác một đôi giày ông địa màu vàng này. Màu vàng bò này cực kỳ đẹp luôn này. Đó, size là size nhỏ nhá. Mấy cái size này thực sự rất là ít khi có luôn. Nên bác nào mà có cái size chân nhỏ một xíu này thì tranh thủ chốt con này giúp em nhá. Con này có mã là T388
giá cũng 585 thôi em. Đó, chỉ hơn 500 một xíu thôi mà các bác sẽ được có một đôi giày cực kỳ là độc lạ này. Đó, không bị trùng hàng với một ai luôn này. Đó, màu này màu vàng với em nhé. Màu vàng bò này, chất da thì bao mềm luôn. Đi là sẽ không bao giờ bị đau chân này. Con này với con hồi nãy thì cũng giống nhau đúng không ơi. Mỗi tụi nó chỉ khác màu thôi nhá. Nó chỉ khác màu thôi này. Bác nào mà thích kiểu mình hơi nổi nổi một xíu thì mình có thể chọn con màu vàng này cũng nhá. Đây cũng được khâu khâu đế bản to luôn này. Đế cũng là đế cao su giúp em nhá. Đế cao su và nó đã là một lớp nổi lên như thế này để nó người ta đi là mình đỡ bị trơn trượt đấy các bác. Đây. Bên trong thì người ta lớp có lót một cái lớp cực kỳ là êm này. Mình đi vào chân là sẽ rất là êm nhá. Không bao giờ bị đau chân này. Đó, một ngày hoạt nói chung là một ngày hoạt động dài đấy bác. Và các bác sẽ không bao giờ bị đau chân quá ha. Bên trong thì lót ra toàn bộ nó con này. Đi mấy cái dòng này cực kỳ thích đúng không ơi. Cực kỳ thích luôn nhá. Mà bao độc lạ cho bác luôn. Bao độc lạ quá ha. Kiểu dáng giày ông địa này. Đó, cực kỳ đẹp luôn. Size thì size 38. Bác nói chung là mấy bác mà size 38 size nhỏ này. Đó, tranh thủ chốt cho em nhá. Cực kỳ đẹp luôn. 585 cho em nhá. Mã là T388. Tiếp theo thì bác một đôi màu đen này, cực kỳ kiểu cách luôn ha. Đây các bác nhìn này. Đó, nói chung là đợt này mới về được một đôi như thế này đúng không ơi. Từ trước giờ em view là chưa bao giờ có một đôi như thế này cơ ha. Đây nó có một cái kiểu dáng vòng vòng như vậy này các bác này. Rất là kiểu cách luôn ha. Độ mới còn cực kỳ cao nhá. Đây, phần đế là nó người ta có làm cái lớp kiểu nổi như thế này các bác này để mình đi đỡ bị trơn quá ha. Đây cũng được khâu khâu đế các bác này, được khâu đế bản to rất là chắc chắn luôn này. Đây, em quay cận chất ra cho bác ha. Đó, ở trên video thì em quay rất là kỹ và cận chất tất cả mọi chỗ rồi. Nhưng mà vẫn lưu ý cho bác là khi các bác nhận hàng các bác cứ mở ra kiểm tra thật kỹ trước khi nhận hàng nhé. Các bác mang thử luôn giúp em để tránh trường hợp mình mang bị chật hoặc bị rộng quá đấy các bác này. Nhiều khi là các bác nếu mà các bác có thắc mắc về size chân của mình thì các bác có thể là nhắn tin trực tiếp qua cho bên em để bên em tư vấn kỹ hơn quá ha. Con này là size 38 này. Đi mấy con này thì cực kỳ êm các bác ơi. Đây các bác nhìn. Trời ơi em nhấn vào còn nún xuống luôn các bác ơi. Cực kỳ êm, cực kỳ mềm cho các bác luôn ha. Đây cái lòng lót bên trong này. Bằng da nhá, con này da cực kỳ mềm luôn này. Đi với con này cũng rất là đẹp quá ha. Kiểu dáng đơn giản quá. Kiểu dáng giày ông địa đơn giản quá ha. Không màu mè, không họa tiết này. Đó, chỉ có một màu đen đơn giản thôi. Đây, bác nào mà mình ưng cái mẫu này mà cũng là size 38 nhá, size nhỏ này. Mã là mã T372, giá 350 quá ha. Chỉ 350 thôi, cực kỳ rẻ rồi. Mà còn bao ship tới tận nhà cho bác luôn. Đó, nên bác nào mua hàng thì bác chịu khó là cọc cho em 100k để em đi đơn quá ha. Đây. Cực kỳ đẹp luôn này. Đó, em view rất là chi tiết luôn. Từ bên trong bên ngoài nói chung là tất cả mọi chỗ rồi này. Đó, rất là chi tiết luôn ha. Chỉ 350 thôi bác ơi, cực kỳ rẻ rồi. Đây, hôm nay em có nói chung là về rất là nhiều mẫu giày ông địa mà size nhỏ các bác. Tại vì đợt trước là hầu như là em về size to khá là nhiều. Nhiều bác là size chân nhỏ thì các bác cũng kêu là khi nào về hàng thì nhập mấy đôi size nhỏ cho bác nữa. Đây này, con này cũng là size 38 luôn giúp em nhé. Màu là màu xanh này. Trời ơi, màu này cực kỳ đẹp luôn. Bác nhìn thấy kiểu dáng không ạ? Cực kỳ đẹp luôn ha. Phối người ta khâu cái bản dây là bản khâu kiểu màu vàng các bác. Là nó sẽ tôn lên cái đôi giày này. Trời ơi, mấy bác này. Đi mấy cái đôi này thực sự là sẽ không bao giờ bị trùng quá ha. Tại vì mấy cái dòng này thực sự rất là hot với lại nói chung là lạ quá, độc lạ luôn nhá. Tại vì thực sự bên em bán lâu lâu mới nhập hàng thì thôi. Lâu lâu mới có hàng để bán cho bác thôi ha. Mà giày ông địa thì bên em luôn luôn là bán chạy. Nên bác nào mà mình phải tranh thủ mình xem mình chốt thật nhanh giúp em. Chốt thật nhanh quá ha. Đúng size của mình thì bác phải chốt thật nhanh giúp em này. Đó, kiểu dáng rất là đẹp luôn này. Đế thì đế nổi quá ha. Đế nổi là đi sẽ không bao giờ bị trơn trượt này. Đó, dịp Tết mà các bác đi mấy cái dòng này sẽ cực kỳ là thoải mái quá ha. Đó, một ngày dài mà mình đi chơi ngày lễ đi bác, ngày lễ ngày Tết đi bác ơi. Đi mấy con này sẽ không hề bị đau chân nhá. Không hề bị đau chân này. Bên trong cũng được lót da luôn giúp em nhá. Bên trong lót da này, size là size 38 giúp em. Đó, size là size nhỏ nhá. Mấy bác mà size chân nhỏ thì tranh thủ chốt giúp em này. Cực kỳ đẹp luôn ha. Con này có mã là T379 size 38 giúp em nhá. Giá là 685 các ơi. Đó, một đôi đẹp như thế này các bác này. Đó, chỉ hơn 600k một xíu thôi các bác, hơn 600k một xíu nhá. Đó, các bác sẽ nhận được một đôi giày màu với lại kiểu dáng cực kỳ là độc lạ luôn, không bị trùng quá ha. Đây, em có một đôi giày lười này,
giày lười kiểu dáng ông địa các bác ha. À, mấy bác mà thích kiểu dáng ông địa nhưng mà lại thích kiểu giày lười này, không cột dây này, thích sự nhanh chóng thoải mái nhẹ nhàng này. Đó, mà bao mềm cho bác luôn ha. Bao mềm bao nhẹ luôn này. Đây ở bên hông thì nó sẽ có cái co giãn như thế này, khi bác đi vào chân nó sẽ giãn lắm. Lúc mà mình xỏ vào á nó sẽ giãn ra. Đây, cực kỳ tiện lợi luôn ha. Đó, mà rất là nhẹ nhá, cực kỳ nhẹ luôn. Đây, con này cũng có mã là T381 size 41.5 giúp em. Con này là bác mấy bác mà chân nhỏ nhỏ thon thon đấy bác là 42 vẫn ok giúp em nhá. Còn mấy bác mà chân to một xíu thì bác 41.5 giúp em này. Đây, các bác nhìn này, cái chất da là bao mềm mịn cho bác luôn. Đó, quay rất là cận chất, cận tất cả mọi thứ luôn này. Đó, này các bác cứ yên tâm là khi các bác nhận hàng trên video như thế nào thì ở ngoài cũng sẽ như thế thôi bác ha. Đây, quay rất là cận chất luôn này. Được khâu đế luôn ha. Được khâu đế rất là chắc chắn luôn này, không sợ bị bung hay là bị bong gì đâu bác ơi. Đây bên trong này. Cái lớp lót này cũng rất là êm luôn ha. Cực kỳ êm đúng không này. Con này là của Hàn các bác này. Đây Korea các bác này. Một con của Hàn giúp em nhé. Cực kỳ êm luôn. Đi mấy dòng này không bao giờ bị đau chân nhá. Mà không bao giờ bị đau chân luôn này. Mấy bác mà lớn tuổi một xíu có thể chốt mấy cái dòng này giúp em nhé. Đây, cực kỳ đẹp luôn. Giá thành cực kỳ rẻ quá. Chỉ 385 quá rồi, chưa tới 400.000. Trời ơi quá rẻ luôn quá, chưa tới 400k giúp em nhé. Mã là mã T381 giúp em. Bên em thì các bác chịu khó là nhắn tin qua bên Zalo thì bên em sẽ chốt hàng nhanh nhất các bác nhé. Tại vì các bác gọi điện khá là nhiều nên em không thể nghe máy được hết á. Nếu các bác chịu khó là mình nhắn tin qua bên Zalo giúp em ha. Lên bác một đôi giày tây luôn này. Trời ơi, đôi này cực kỳ đẹp luôn này. Đó, mấy bác mà thích cái kiểu hơi kiểu cách một xíu này mà một đôi là một đôi thương hiệu luôn giúp em nhá. Thương hiệu Loi của Đức đây con này. Đây các bác nhìn giúp em này. Loi của Đức luôn giúp em nhá. Đây bên trong này con này. Đó, Loi của Đức giúp em. Đây tem mác gì cái gì đây này, nó có dán cái gì bên trong này. Đây. Chất liệu thì bao đẹp cho bác luôn ha. Kiểu dáng là mũi vuông con này, đầu mũi vuông giúp em nhá. Kiểu dáng là đầu mũi vuông giúp em này. Quay rất cận chất, cận chất đúng không này. Đây đường may thì đường 22 may kép đúng không ha, được may kép rất là chắc chắn luôn. Đây, chất da thì bao đẹp cho bác luôn này, bao mềm mịn cho bác luôn ha. Các bác chịu khó là khi các bác mua giày si á, mình mua về mình có thể là mang ra tiệm hoặc là nhờ người ta đánh si hoặc người ta hấp lại một xíu ha, hoặc là mình có thể mình mua cái si về mình tự đánh cũng được này. Nó sẽ bóng và nó sẽ mới hơn quá ha, nó sẽ mới hơn này. Đây cái form của đằng sau này, người ta may như thế này thì nó sẽ rất là đứng form nhé. Nó sẽ không bị mất form một xíu nào luôn. Tình trạng của nó thì nó chỉ hơi bị mòn đế một xíu xíu thôi ơi. Nó chỉ hơi mòn một xíu thôi này. Đây, một đôi thương hiệu của Loi của Đức cô này. Trời ơi, cực VIP luôn ha. Size là size 42 cho em này. Như con này thì cái tình trạng đế của nó thì hơi mòn một xíu rồi. Mình chịu khó là nếu mà mình mua về mình có thể là mua cái miếng dán toppy ấy, mình dán vào giúp em. Nó chỉ mất khoảng 10 hoặc 20 ngàn thôi. Tại vì bên em bán một đôi như thế này chỉ có mấy trăm ngàn con này, cực kỳ rẻ luôn. 420 thôi giúp em nhé. Mã là mã T376 này, size 42. Mỗi đôi đều có mã các bác nhé. Mà duy nhất là mỗi mẫu như thế chỉ có một đôi duy nhất thôi. Nếu bác nào mà mình ưng mẫu nào thì mình tranh thủ chốt thật nhanh giúp em này. Đó, mỗi đôi chỉ có một duy nhất như thế này thôi. Đây, bên trong thì lòng lót thì cho các bác đấy ha. Đây một đôi thương hiệu của Loi của Đức thì con này. Cực kỳ đẹp luôn ha. Đây, kiểu dáng là đầu mũi vuông giúp em nhé. Đầu mũi vuông này con này. Chỉ 420 thôi giúp em này. Size 42 các bác ha. Tiếp theo đây mang một con giày lười này. Giày lười màu trắng cho em nhé. Màu trắng này. Đây con này được kết hợp đính đá rất là đẹp luôn ha. Đây các bác nhìn thấy không? Cái đính đá này sẽ rất là nổi quá ha. Rất là đẹp luôn. Kiểu dáng là giày lười chuông này. Đấy rất là đặc biệt luôn này. Đây các bác nhìn thấy không? Có cái chuông mà nó cũng được đính đá luôn giúp em nhé. Được đính đá và được khâu rất là chắc chắn này. Chất da thì bao mềm cho bác luôn. Kiểu dáng là chệt cũng nhé. Kiểu dáng chệt này. Cái đế của nó sẽ là cái lớp kiểu cao su cứng. Cao su cứng và sẽ nổi lên như thế này giúp em ha. Nổi lên như vậy này các bác này. Đó. Cực kỳ đẹp luôn. Mà giá quá rẻ các bác ơi. Chưa tới 400 ngàn mà các bác được sở hữu một cái đôi giày lười kiểu rất là đặc biệt luôn này. Đây, mấy bác mà thích phối đồ mà kiểu hơi kiểu đó các bác.
Đây, thì tranh thủ chốt con này giúp em nhé. Mà bao nổi trội, bao nổi bật luôn cho các bác này. Cái chất da thì bao mềm mịn luôn giúp em nhé. Đó, được đính đá rất là chắc chắn và xịn sò luôn. Mấy cái dòng này thực sự là bán rất là mắc các bác ha. Đây, bên trong này, cái chữ của nó thì hơi mờ quá rồi. Hơi mờ một xíu rồi em cũng không nhìn rõ nữa. Đây, cái bản bên trong này. Đây, bên trong được lót da toàn bộ luôn giúp em nhé. Giày đùa thì các bác thực sự là dòng rất là hot và bán chạy luôn. Tại vì bên hiện tại thì dòng giày lười là bán rất là chạy và hot. Tại vì nó rất là tiện lợi bác, rất là tiện lợi và nhanh chóng luôn. Mẫu mã thì đa dạng ha. Phối đồ thì phối cái nào cũng hợp hết bác ơi. Mà rất là hiện đại và rất là, nói chung rất là sang trọng luôn. Các bác nhìn này, đằng sau thì như thế này các bác ha. Đó, em bán cho bác chỉ 385 thôi. Size là size 39.5 này, mã T382 cho em nhé. Kiểu dáng giày lười chuông cho em này, màu trắng cho em nhé. Màu trắng này, quay rất cận chất luôn. Đó, rất là cận chất quá ha. Mà bên em thì luôn bao ship tới tận nơi cho bác luôn, bao đồng kiểm quá ha. Bên em thì luôn cho bác kiểm tra hàng trước khi nhận hàng để tránh trường hợp ví dụ mà không đúng hàng hoặc là bị lỗi hay bị như thế nào đó, bên em vẫn sẵn sàng đổi trả cho bác. Nên các bác chịu khó là mình mở ra kiểm tra thật kỹ trước khi nhận hàng giúp em ha. Đây, một đôi giày ông địa tiếp đây con này. Đây, một đôi bạn màu đen giúp em nhé. Màu đen này, được khâu với kiểu dáng rất là đẹp bắt mắt luôn ha. Mấy cái dòng này các bác có thể là đi thể dục thể thao vẫn ok giúp em này. Tại vì nó là thuộc dạng là dòng thể thao bác. Dòng thể thao cực kỳ là thoải mái luôn. Mấy bác mà thích cái kiểu độc lạ với lại không thích trùng với ai các bác này. Đó, thì tranh thủ chốt con này giúp em nhé. Đây, bên trong này con này, cực kỳ nhẹ luôn. Đi con này là cực kỳ nhẹ quá ha. Chạy bộ, thể dục, thể thao đều ok hết này. Đó, tại vì khi mà mình tập thể dục thể thao á, mình cần sự thoải mái và nhẹ nhàng này. Đó, thì các bác, như cái đôi này thực sự rất là đáp ứng với nhu cầu của bác luôn. Đây, được may với được khâu rất là chắc chắn và cẩn thận này. Vừa trên vừa dưới quá ha. Vòng lên vòng xuống này, may rất là cẩn thận luôn. Đế cũng là đế cao su cho em nhé. Đế cao su chống trơn trượt này. Bên trong lót da toàn bộ luôn cho em ha. Đó, cực kỳ nhẹ luôn. Thực sự là giày ông địa cực kỳ bán chạy nhá. Nên bác nào mà mình thấy đúng size của mình thì các bác phải chốt thật nhanh giúp em. Con này có mã là T370, size 39.5 quá ha. Bác nào mà chân to, chân nhỏ này, 40 vẫn ok giúp em nhé. Tại vì cái dòng giày ông địa này sẽ đi cực kỳ là thoải mái này, không sợ bị chật quá ha. Như giày lừa thì các bác chịu khó là mình có thể là đi hơi chật một xíu thì các bác đi không bị tụt gót không nhá. Đây, con này em bán cho các bác chưa tới 400.000 này. Đó, các bác muốn được bên em chốt hàng nhất, các bác có thể là chụp màn hình cái đôi giày hoặc là mã gửi qua bên Zalo cho em ha. Đó, chưa tới 400.000 mà được một sở hữu được một đôi giày cực kỳ đẹp này con này. Giá thành quá rẻ luôn bác ơi. Đây, lên bác một đôi giày lười này. Đó, con này là size nhỏ cho em nhé, size nhỏ thôi. Mấy bác mà chân nhỏ này, chân nhỏ thì tranh thủ chốt con này cho em nhé. Mà kiểu dáng giày lười thì thực sự mấy cái con này này, mấy bác có thể là phối với cái túi kẹp nách á, cực kỳ là sang trọng luôn ha. Cực kỳ là sang trọng luôn, size là size 37.5 này. Mấy bác mà chân nhỏ đấy bác, fake 38 bác ơi, fake 38 quá ha. Đó, mấy bác mà chân nhỏ thì 38 vẫn vừa cho em nhé. Đây, gót đằng sau này. Form rất là cứng cáp quá ha, được may rất là chắc chắn này. Được may hai đường quá ha, đường may đường hai đường luôn. May kép quá nhá, được rất là chắc chắn luôn. Đế này con này. Đế cũng được may đúng quá ha. Đế cũng được may luôn này, cao. Đế là bằng da giúp em nhá, đế là bằng da này. Đi chạm nó thì nó hơi mòn đúng rồi. Thì các bác mua về mình có thể là dán một lớp cao topi giúp em nhá, một lớp topi chống trơn trượt cho em này. Để mình đi đỡ bị trơn các bác, đỡ bị trơn quá ha. Đây con này đã được may kiểu may đế kiểu đường rãnh các bác, đường rãnh này là cái đường may may khâu ở bên trong các bác, là các bác khi các bác đi là nó không sợ bị cái đường chỉ này bị đứt các bác nhá. Đây các bác này, may kiểu khâu lấp rãnh các bác. Đó, không sợ bị đứt chỉ ở bên trong các bác ha. Đây, bên trong các bác nhá, bên trong lót da toàn bộ này, cũng có chữ đấy các bác ha, chữ đây các bác này. Đó, cái phần gót là cái nơi mà tiếp xúc nhiều đấy các bác, mình đi vào chân các bác. Đó, mà nó không hề bị da, nó không hề bị chóc hay là bị bong một xíu nào luôn quá ha. Đây các bác nhìn này. Mà con này là size nhỏ mới nhá. Thực sự là size nhỏ bên em về rất là ít luôn, rất là hiếm luôn á. Nên bác nào mà mình ưng mẫu nào mà mình thích phong cách kiểu hiện đại này. Đó,
hiện đại trẻ trung này, thì tranh thủ chốt con này giúp em nhé. Em bán cho bác con này chưa tới 400 ngàn luôn ơi. Trời ơi, thực sự nó quá rẻ các bác nhá. Mã là mã T387 cho em. Các bác mà sợ mình mang không vừa, mang bị chật quá thì mình có thể là nhắn số đo chân của mình gửi qua cho bên em để bên em tư vấn kỹ hơn các bác ha. Đó, cực kỳ rẻ luôn. Thực sự là dịp Tết là bên em bán giá quá rẻ cho bác luôn á. Để các bác kịp sắm đồ thì các bác đi chơi Tết chưa lễ các bác nhá. Chưa, chỉ có mấy trăm ngàn, cực kỳ rẻ luôn. À, em lấy cho bác một đôi giày ông địa kiểu cổ lỡ cổ cao qua mắt cả chân đúng không này. Màu vàng bò giúp em nhá. Màu vàng bò này. Đó, đợt bữa thì em cũng có một đôi này như thế này các bác ha. Đó, mấy bác chốt rất là nhiều luôn. Đây, cũng được khâu với được rất là chắc chắn này. Da này cũng rất là mềm nhá, cực kỳ nhẹ luôn. Cái dòng giày ông điện thì cực kỳ nhẹ ha. Con này thì thực sự là bình thường em bán con này phải hơn 500 ngàn quá ơi. Nhưng mà con này thì nó bị tình trạng nó là hơi bị cái da đằng sau bác là nó hơi bị lỗi một xíu này. Đó, em quay rất kỹ ở trên video quá nhá. Đó, tình trạng lỗ hay bị như thế nào thì em đều quay rõ, đều quay cận chất rồi. Để tránh mà ví dụ mà các bác lại bảo là ở sao lúc mà trên video thì không có mà lúc nhận hàng lại bị lỗi này nội kia. Đây, em quay rất kỹ rồi này. Kiểu cái đằng sau này kiểu nó bị gập cái đằng sau này các bác này. Nên là cái da đó nó hơi bị chề một xíu nhá. Nhưng mà mình nên là em mới xả cho bác chỉ còn 300k thôi. Nhưng mà các bác phải nhìn kỹ lắm thì các bác mới thấy cái tình trạng này thôi nhá. Đó, chứ làm gì có ai mà đi đường mà nhìn tận dưới gót chân của mình đúng không ha. Đây các bác này, xả mắc 300k thôi, size 41 cho em nhé. Mã T373 này, màu vàng bò kiểu dáng cổ lỡ cho em nhé. Đây, bình thường con này bạn phải trên 500 ngàn này bác này. Đấy, bác cứ thử xem mấy cái video lần trước em xem em đăng đi. Đó, nó phải hơn 500 ngàn cho em nhé. Mà nó bị lỗi một xíu nên là em sẽ xả rẻ cho bác luôn. Đây, một đôi giày ông địa màu vàng bò cổ lỡ này. Đó, cực kỳ đẹp luôn. Xả cực kỳ rẻ cho bác rồi nhé, xả quá rẻ luôn. Đi mấy dòng thì bao mềm, nói chung là đi bao êm đúng không ơi, bao êm chân luôn này. Đây cái số mã của đôi giày quá ha, số mã này này, bên trong lót ra toàn bộ luôn cho em nhé. Đây con này có mã là T373 cho em nhé. Mỗi đôi giày đều có mã rồi các bác ơi, nên các bác chịu khó là mình xem mã rồi các bác ơi. Và có thể là chụp màn hình của con bên Zalo cho em nhé. Đây, cực kỳ rẻ luôn, 300k thôi. Em có một đôi giày ông địa này, đôi giày ông địa màu đen các bác nhé. Kiểu dáng nó nói chung là nó cũng phổ thông thôi, phổ thông thôi. Nhưng mà thực sự là giày ông địa thì bên em về đúng là bán cũng hết hàng nhá, bán lúc nào cũng chạy hết, tất nói chung là lúc nào cũng cháy hàng hết. Tại vì lâu lâu mới săn được mấy đôi thôi. Đó nên bác nào mà mình đợt trước mà chưa chốt được cho mình một đôi nào thì mình tranh thủ chốt cho em nhé. Mà size đợt này thì hầu như là size nó cũng là size nhỏ, nó không size quá to nhá. Nên bác nào mà mình có size chân nhỏ thì mình tranh thủ chốt cho em này. Con này em bán cho bác chỉ chưa tới 400k đâu bác ơi. Mã là T378 size 40 cho em nhé. Đây các bác nhìn cái chất da này. Đó mấy cái dòng này các bác đi chơi vào dịp Tết các bác. Đó mình đi, nói chung là mình đi cả ngày dài các bác ơi. Dịp Tết thì mình đi chơi, đi chúc Tết họ hàng cả ngày luôn các bác. Đây, mình đi mấy cái dòng thì cực kỳ thoải mái nhá, không hề bị đau chân một xíu nào luôn. Cực kỳ nhẹ nhá, cực kỳ nhẹ luôn. Đó mình có thể là phối quần jean các bác ơi. Phối quần jean áo phông quá, cực kỳ là trẻ trung quá ha. Đây các bác này. Đó. Mấy cái dòng này các bác đi chạy bộ thể dục thể thao vẫn ok cho em nhé. Tại vì nó như cái đôi giày thể thao thôi. Đó, kiểu dáng rất là thoải mái luôn ha. Mà rất là nhẹ nhá, cực kỳ nhẹ luôn. Chỉ chưa tới 400 ngàn cho em. Chưa tới 400 ngàn cho em ha. Đó, may rất là chắc chắn này. Đường may cực kỳ là chắc chắn luôn. Đó, bản là bản màu đen cho em ha. Bản màu đen. Đây, loại một đôi giày ông địa màu vàng bò thế này. Đó, các bác cứ yên tâm là khi các bác mua giày ông địa là các bác không sợ bị trùng hàng nhé. Tại vì giày này thực sự là lâu lâu bên em mới sắm, mới chốt được có mấy đôi thôi mà còn phải săn lắm nhé. Tại vì thực sự là rất là ít khi người mới nhập được cái giày ông địa về bán cho bác đó. Mà các bác hỏi về giày ông địa khá là nhiều nên là bên em phải săn mãi mới về được cho các bác được có mấy đôi thôi. Nên bác nào mình thấy đúng size chân của mình tranh thủ chốt cho em ha. Đây các bác này, cái chất da thì bao mềm cho bác luôn. Đây, bao mềm cho bác ha, màu là màu vàng bò này. Đường may thì bao chắc chắn luôn. Bao chắc chắn, bao tỉ mỉ cho bác luôn này. Đây, bên em thì luôn sẵn sàng cho bác là khi shipper ra tới mình mở ra mình đi thử luôn cho em. Đi thử luôn ha, để tránh các bác nhận hàng thành công mà các bác mới đi thử thì nó chật hay là bị rộng quá thì bên em không thể
xử lý đơn hàng cho bác được nữa nhá. Nếu bác chịu khó là khi shipper ra tới mình đi thử luôn cho em. Đó, nếu mà nó bị lỗi hay là các bác đi chật quá hoặc bị rộng quá thì bên em vẫn sẵn sàng đổi trả cho bác nhé. À, bên trong thì bao nhẹ cho bác luôn này. Bao êm nhẹ cho bác luôn. Đi mấy dòng này cực kỳ là thoải mái này. Size là size 40 cho em ha. Giá là chỉ có 385 thôi, cực kỳ rẻ rồi. Chưa tới 400 ngàn thôi nhá. Mà may rất là chắc chắn và tỉ mỉ luôn này. Mã là mã T371 cho em. Còn một hoặc hai đôi giày thôi, hay là em cũng tranh thủ lên nhanh một xíu nhá. Đây, hầu như là thường là giày này em lên vào buổi trưa nhá, buổi trưa này, nên bác nào mà mình chưa săn được cho mình một đôi giày nào thì mình tranh thủ giúp em nhá, tại vì thường là giày này em sẽ lên buổi trưa quá ha. Đây, con này có mã là T384 này, size 41.5 cho em, giá 350 nhá. Đây, các bác nhìn cái phần đế này cực kỳ là độc lạ luôn ha. Đó, cái phần đế này con này nó không bị trùng với cái đôi nào hết luôn này. Đó, phần đế là nó nổi lên luôn ha. Nổi lên như vậy các bác này. Đó, cực kỳ là độc lạ vừa VIP luôn. Được khâu đế rất là chắc chắn nhá. Khâu đế rất là chắc chắn này. Mà người ta kiểu khâu kiểu đường rãnh các bác. Rãnh là khi mà nó khâu ở bên trong này này. Nào các bác không sợ là mình đi là sẽ bị đứt cái đường chỉ này các bác nhá. Đó, chỉ có 350 thôi. Một đôi độc lạ như thế này chỉ có 350 thôi các bác này. Cực kỳ rẻ luôn. Màu là màu đen nhá. Màu đen và bên trong là phối màu đỏ các bác này. Bên trong là kiểu cái người ta lót kiểu cái lớp lưới các bác. Cái lớp lưới ở bên trong này con này. Đó, màu đen phối màu đỏ cho em ha. Đây, cái phần đế này con này. Nhìn rất là độc lạ và VIP luôn ha các bác ha. Đó, nên bác nào mà mình thích mấy cái kiểu độc lạ như thế bác có thể là chốt cho em này, size 41.5 cho em ha. Bác nào mà size cái chân mà mình 42 mà chân nhỏ các bác vẫn ok cho em ha. Mã là T384 cho em này. Đấy, cực kỳ là VIP luôn, cực kỳ là đẹp luôn này. Giá thành thì quá rẻ luôn, giá thành cực kỳ rẻ nhá. Nên bác nào mà mình mua hàng thì mình chịu khó là cọc cho em 100k để em đi đơn không này. Đây, đồ cuối cùng của video rồi bác ơi. Đó, hôm nay thực sự là đây rất là nhiều mẫu mã, rất là đa dạng về giày ông địa luôn này. Bác nào mà thấy đúng size của mình thì bác tranh thủ chốt cho em ha. Con này là màu vàng bò con này, cực kỳ là đẹp luôn. Đó, với cái thiết kế là cái đầu mũi nha. Đó, rất là đẹp luôn. Khâu là khâu bản to cho em nhé. Cái khâu đế bản to này con này sẽ rất là chắc chắn và rất là bền cho các bác luôn. Mà các bác không lo bị đụng hàng không nhá, không lo bị đụng hàng luôn. Đi mấy đôi này thì bao đẹp các bác này. Đó, các bác nhìn thấy không? Giày ông địa thì luôn là bán chạy bên em đó. Nếu bác nào chịu khó là mình thấy đúng size của mình thì tranh thủ chốt cho em nhé. Mà cuối năm thì bên em bán giá rất là rẻ luôn, chỉ có mấy trăm ngàn một đôi thôi, mà còn bao ship tới tận nhà cho bác. Nếu bác chịu khó là mình thấy đúng thì mình đúng size chân của mình thì tranh thủ chốt cho em nhé. Đây các bác này, bên em thì luôn nếu mà các bác có thắc mắc về cái số đo chân của mình thì bác cứ nhắn số đo qua giúp em nhé, để tránh là khi mình mang là nhiều khi nào bị chật quá hoặc bị rộng quá đấy các bác này. Đây, con này có mã là T383 size 41 giúp em. Giá 585 nhé. Giá 585 thôi. Ở cuối video thì em cũng nói lại một lần nữa là khi các bác mua hàng, các bác cứ nhắn tin gọi điện số Zalo em đã để trên màn hình luôn này. Khi các bác gọi điện nếu mà em không nghe máy thì bác có thể là nhắn mã hoặc số trực tiếp gửi qua bên Zalo giúp em nhé. Ở cuối video thì em cũng cảm ơn tất cả các bác đã coi video của em ngày hôm nay.